Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Hôm nay Khải Toàn trang ngẫu nhiên tuổi Mậu Dần, sinh 1998, sinh vào tháng 9. Các bạn nên xem qua bài 5 quy tắc cơ bản tra mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, nhật can mệnh ngày sinh là hạt giống, người này sinh ngày Ất hành mộc âm. Hạt giống của người này là ngày Ất hành mộc âm. Trong tứ trụ, trụ tháng có lực ngũ hành mạnh nhất, người này sinh tháng Thân hành kim, tiết khí bạch lộ giữa mùa thu, kim rất vượng. Dựa vào trụ này để biết ngũ hành vượng hay khuyết của tổng lá số. Sinh tháng kim, tức là mệnh kỵ kim. Sinh ngày mộc, sinh tháng kim, kim vượng đại diện cho người dễ có chức vị, thị phi, cuộc đời dễ sóng gió và hình khắc. Ngày Ất hành mộc âm thường không thích kim, đây là dây leo, kim vượng sẽ chặt phạt. Dụng thần đầu tiên của người này là mộc. Dụng thần là ngũ hành khuyết, khuyết tức là thiếu. Dụng thần thứ hai là hỏa. Ngày Ất hành mộc thường không kỵ thủy, thủy là chung cung, người này kỵ kim và kỵ thổ. Thổ trong mệnh rất là dày. Người thiếu mộc và thiếu hỏa nên sử dụng đồ ấm, màu ấm. Quý nhân của người này là Tý và Thân, tuy nhiên không nên dùng Thân, có thể là dùng Tý. Tượng chuột. Khải Toàn xin nhắc lại, dụng thần là mộc và hỏa. Các bạn nhìn vào đồ hình xem những gì là mộc, những gì là hỏa, hoặc lên website xem thêm. Kỵ kim và kỵ thổ, nhà ở không nên ở gần nhiều gương to. Không nên đeo đồng hồ đắt tiền và đeo nhiều kim loại đắt tiền, ví dụ trang sức vàng bạc đá quý. Ngày sinh Ất hành mộc âm, cung chính tài là cung thổ dương, cái ta khắc là cung tài. Cung tài, cung cha, cung vợ của người này rất là vượng, khả năng dễ tái hôn. Cung tài vượng nhưng mà thân nhược, người này phải cần hợp tác làm ăn chung mới dễ hành vận. Mệnh này có sao dịch mã. Dịch mã là di chuyển đi xa, xa quê hương, dễ thay đổi chỗ ở và công việc. Mệnh này có cả quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Mệnh này có sao hồng diễm. Hồng diễm là tượng đào hoa của nữ giới, dễ trắc trở tình cảm. Nếu xét về tiểu vận, trước 2021 không phải là thời vận tốt, vì 3 năm trước kia đều là kim thủy quản, kim thủy thổ quản. Từ năm 2022 cho đến năm 2024, 3 năm nay có mộc, tốt với mệnh. Và sau đó 3 năm có hỏa, cũng tốt với mệnh. Khải Toàn xin nhắc lại, mệnh này dùng mộc và hỏa, kỵ kim và thổ. Các bạn nhìn thêm vào đồ hình. Còn lại, mệnh nên hợp tác làm ăn chung, làm một mình sẽ khó thành. Tuy nhiên, đây là người lành tính nhưng là rất cọc tính. Nên mở lòng, hạ đi cái tôi bằng phương pháp hành thiền và tu dưỡng tâm tánh. Nam Mô A Di Đà Phật.